Thưa vị, trong chương trình ngày hôm nay, Phạm Khanh xin mời quý vị đến với Westminster Community Center để mà tham dự vào chương trình hội trợ y tế do văn phòng thượng nghị sĩ Lucorea kết hợp với các trường đại học y dược cũng như là dược khoa để mà cung cấp những cái dịch vụ y tế đến cho cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Tại cái hội chợ y tế ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp gặp người bạn trẻ là John Nguyễn. Em có thể cho biết là cái chương trình hội chợ y tế ngày hôm nay như thế nào và do ai tổ chức? Chương trình hội chợ y tế hôm nay là tổ chức bởi thượng nghị sĩ Lou Carrera cùng với hội VCH tại UCLA. Chúng em là một hội sinh viên tình nguyện tại trường đại học UCLA, hội y tế cộng đồng Việt Nam. Và trong mỗi năm thì chúng em hy vọng là tổ chức 3 chương trình hội trợ y tế cho quý đồng bào Việt Nam tại Little Sài Gòn có thể tới mà khám sức khỏe miễn phí được. Ngày hôm nay thì có những cái dịch vụ y tế nào có thể cung cấp cho bà con đồng hương? Dạ, thì ngày hôm nay thì chúng em cũng có đo huyết áp, đo chỉ số cân nặng, đo lượng mỡ trong máu, đo lượng đường trong máu, khám bệnh phổi ở bên kia, có khám răng cùng với tham khảo với bác sĩ, với dược sĩ, cùng với có những hội đoàn y tế trong cộng đồng mang những cái dịch vụ và tài liệu ra để cho quý đồng bào có thể biết thêm về sức khỏe và y tế. Đặc biệt là tại hội chợ y tế lần này, chúng tôi thấy là có một cái bàn phục vụ những cái thức ăn nhẹ như là bánh, donut, và cũng như là những cái loại sữa tươi để giúp cho bà con đồng hương trong khi chờ đợi có thể lót dạ được. Phải nói là chúng tôi thấy là càng ngày thì hội chợ y tế của các em sinh viên và dưới sự hướng dẫn của thượng nghị sĩ Lucorea càng chu đáo và chăm sóc cẩn kẽ hơn cho bà con đồng hương. Anh thấy các em ở đây làm việc như thế nào thưa anh? Ở đây mấy cô mấy cậu đây làm việc rất là tốt ạ. Giỏi ạ. Sáng giờ thì anh đã sử dụng được những cái dịch vụ y tế gì rồi? Coi như là gần xong rồi, bây giờ đang chờ làm răng. Đó. Cho còn nãy là cũng thử máu, rồi thử mỡ, rồi loãng xương, làm đủ môn hết rồi. Anh nghĩ cộng đồng nên có những cái hội chợ y tế mà miễn phí như vậy hay là không? Nếu mà có gì thì tốt chứ, tại nhiều người ta không có bảo hiểm á. Người ta đi cũng đỡ, nhất là mấy người lớn tuổi rồi á. Thấy mấy thành viên tới được làm em rất là vui, tại vì mấy em học sinh viên work really hard, mà bây giờ cỡ 150 người tới rồi, mà mấy cái chưa có 11 giờ, còn mấy tiếng nữa thì em đang học ở trường đại học nào và em học ngành gì, và em nghĩ đây là một cái bước để mà định hướng cái nghề nghiệp trong tương lai cho mình hay là không? Yeah, definitely. Cháu học ở UCLA. Cháu muốn học trường y làm bác sĩ. Đây là cách đầu tiên để mà mình có thể tiếp cận với người bệnh nhân đó phải không? Dạ phải. Em cảm thấy như thế nào khi mà tham gia vào cái chương trình hội chợ y tế ngày hôm nay để phục vụ cho bà con đồng hương của mình? Em rất là vui tại vì lần này là lần đầu tiên em làm công tác xã hội này, bởi vậy em rất là vui, với lại em thấy em cũng rất là muốn giúp người em. Yeah. Công việc của em hôm nay là làm gì? Hôm nay là về trước khi để khám về bệnh di căn phổi, em phải hỏi trước khi có thể là được tham dự hay không, cứ hỏi mấy câu hỏi trước khi được tham dự hay không. Em thấy thì mọi việc ngày hôm nay tốt đẹp chứ, bà con đồng hương đến thì em thấy là cái cảm nhận của họ như thế nào? Hôm nay có nhiều người tới để khám bệnh và rất vui, tại vì bây giờ mình làm là để cho tốt một cái cộng đồng của mình cho tốt, nhưng mà em rất là vui tại vì mọi người được tới. Mặc dù là chương trình này hoàn toàn miễn phí, nhưng mà chúng tôi nhận thấy rằng thì là nếu bà con đồng hương nào muốn giúp đỡ donation để mà cho tổ chức của các em có cơ hội cũng như là phương tiện để mà hoạt động cho những cái đợt kế tiếp nữa, thì họ cũng có thể sẵn sàng bỏ những cái đồng tiền đóng góp của họ vào cái hộp ủng hộ được đặt ngay trước cửa văn phòng của hội chợ y tế ngày hôm nay. Học ở trường nào và em cảm thấy như thế nào khi mà em tham dự vào cái chương trình hội chợ y tế này? Dạ, tụi em là từ trường Western University of Health Sciences là ở Pomona. Tụi em rất là vui mừng để tới tham dự cái health fair này. Trường của em là lúc nào cũng tham dự này, right, Tiffany? Yeah. How do you feel?
I feel great. This health fair is put on by UCLA. She's the coordinator for the UCLA group. What's the group's name? Vietnamese Community Health. Đã tổ chức cái công việc này nó như thế nào? Mỗi 3 tháng thì em tổ chức, and this is a really successful. Thì em giúp nhiều người, and then anything thì em thấy được like high cholesterol, hypertension. Yeah, thì we feel good because we can detect it early. So we really like it when there's a lot of people that shows up. And mình là học sinh của pharmacy school, so we come out and help with what we can do. Em thấy bà con Đồng Hương ngày hôm nay như thế nào? Em thấy bà con bữa nay come out rất là đông đủ. Dạ, tụi em rất là mừng khi mà có nhiều người ra tham dự. Yeah. Lần tới khi mà có một cái event như vậy em có tham gia không? Còn sau cái lần này thì có những cái kinh nghiệm gì cho lần tới để mình làm có thể cho cái công việc tổ chức được tốt hơn? Mỗi lần tụi em xong một cái thì tụi em chung với nhau, tụi em nói chuyện cái gì mà tốt, cái gì mà không tốt, cái gì mà không tốt thì em muốn improve. Nếu mà you know, có máy like bị hư thì em muốn mua máy mới. Nếu mà cái flow of traffic is bad, tụi em come up with a new system, like cái số system nó mới, hồi xưa gọi tên mà nhiều người có tên giống nhau á, so bây giờ dùng số nó dễ hơn, and cái nó đi nhanh hơn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng tôi thấy là vài trăm bà con Đồng Hương đã đến đây để mà được các sinh viên cũng như là các bác sĩ trong cái chương trình hội chợ y tế khám cũng như là định bệnh, và từ đây thì giúp họ có thể là có cái hướng cũng như là điều trị một cách đúng đắn, cũng như là giúp cho một số những người chưa có cơ hội để mà tiếp cận những cái dịch vụ y tế mà hoàn toàn miễn phí như vậy. Và phải nói là đây là một trong những cái hoạt động thường niên của văn phòng thượng nghị sĩ Lưu Korea cũng như là các trường đại học, đặc biệt là các em sinh viên y dược khoa, để mà mang đến cho những cái lợi ích qua cái dịch vụ chăm sóc y tế cho cộng đồng Việt Nam.